Năm 2021 là năm thứ hai tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được đồng thời phát động nhằm tăng cường nguồn lực, sức mạnh, giúp cho hoạt động của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được gắn kết, hướng tới hiệu quả thiết thực. Đây là năm thứ 10 các cấp công đoàn triển khai tháng công nhân theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề đoàn kết, sáng tạo, vượt khó phát triển gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong đó tập trung vào các chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, tuyên dương đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ các hoạt động cảm ơn người lao động. Triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng, làm công tác an toàn vệ sinh lao động gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất, khen thưởng kịp thời đoàn viên người lao động có các sáng kiến giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, tăng cường các hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động.